Xin chào các bạn trở lại với kênh review thiết bị điện tử của PAPSUAN. Thì hôm nay mình có một cái module mới. Mình nhập nó cùng với cái đợt mà mình nhập mấy cái module này công suất đợt vừa rồi với cái con NM3886. Đó thì trước đây thì thường thì mình hay chơi với Music Server bởi vì nó tiện với mình, cái quá trình mình sử dụng thì nó mình hay lưu trữ nhạc chất lượng cao trên trên con Music Server luôn và nó cũng có sẵn Bluetooth rồi nên thông thường mình sẽ không chơi với module Bluetooth. Nhưng mà có một người bạn giới thiệu với mình rằng là hiện tại bây giờ có một cái con Bluetooth mới, chính là cái con này, thì nó khá là hot ở trên các cái diễn đàn này, anh em chế loa box, và quan trọng là nó là Bluetooth 5.0 có chuẩn aptx, mấy cái chuẩn truyền âm thanh mới nhất của Bluetooth hiện tại bây giờ. Và mình xin review luôn với các bạn về cái mạch này. Thì nhìn qua thì các bạn có thể thấy đây, mạch chính của nó, bộ xử lý chính của nó chính là con chip QCC 3008 ở đây. Đó thì cái con này nó đang rất là hot ở cái chỗ là nó là cái dòng cũng khá là mới, có thể nói là mới nhất trong các cái module mà bên hãng Qualcomm họ mới sản xuất ra. Thì ngoài ra ấy, nó có sẵn cả luôn là chip công suất nhỏ để khuếch đại cho tai nghe luôn. Và cái mạch này thì nó tích hợp tất cả các cái tính năng của một cái Bluetooth và thậm chí cả tai nghe Bluetooth luôn. Thì các bạn thấy ở đây trên cái hàng phía bên chân, phía bên tay tay phải của mình đây thì nó có nút volume cộng, volume trừ, chơi tiếp, chơi quay lại, hay là các bạn thấy rằng đây, ở đây nó có cả phần nối chân với pin này. Theo như thông số mà giới thiệu thì nó sử dụng pin sạc lithium 3.7V cho đến 5V, và phía dưới của nó chính là chân cấp nguồn. Và vì sao nó lại cắm thẳng được với pin, bởi vì ở trong đây nó có sử dụng cái con IC quản lý sạc cho pin đây. Thế cho nên khi các bạn cắm trực tiếp với lại nguồn 5V đấy thì trong quá trình sử dụng nó sẽ sạc luôn cho con pin cho các bạn, và khi các bạn không sử dụng đến nguồn ngoài nữa thì các bạn có thể sử dụng luôn nguồn của pin cấp nguồn cho mạch Bluetooth đây. Thế còn phía bên tay trái của mình đây, nó là ba chân tín hiệu trái nối đất và phải, ngoài ra có cái phím mute đây, tạm dừng đó. Không nghe nữa. Chính xác là tắt âm. Và hai chân hàn cuối cùng của nó chính là chân mic. Thì cái mạch này nếu mà các bạn dùng để chế một cái loa rời phục vụ cho quá trình hội thảo hay là đàm thoại thì hoàn toàn có thể sử dụng được, mà với chất lượng âm thanh cao luôn. Và ngoài ra các bạn thấy là phía đằng sau của nó có một cái module cách ni đây luôn. Module nguồn cách ni ở đây nó sử dụng module của Otte B0505S 1W, có nghĩa là mình sẽ sử dụng nguồn 5V và cách đi để nó không bị nhiễm nhiễu từ các cái module khác, hoặc là bản thân nó cũng có nhiễu và nó sẽ không làm nhiễu ngược lại với các cái tầng công suất ở phía đằng sau. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể cấy cái module này vào trong các cái mạch âm ly của các bạn mà không hề sinh ra cái nhiễu từ cái tầng digital xuống tầng analog. Đó thì cái module này nó rất là nhỏ, nó không hề kèm theo các cái hàng chân hàn ở đây. Nếu như mà các bạn hàn thì các bạn có thể hàn trực tiếp dây vào đây. Đó thì mình chiều nay khi mà mình nhận được cái mạch thì mình đã hàn sẵn rồi theo đúng cái sơ đồ vừa mình giới thiệu, thì các bạn có thể thấy đây. Mình may mắn là trước đây mình có một cái module, một cái loa Bluetooth
và nó bị hỏng thì mình còn giữ lại cái cục pin 3,7V của nó, mình hàn luôn theo cái vị trí chân đây, các bạn có thể nhìn thấy mình hàn chân nối đất vào cái vị trí nối đất đây, thế còn đâu chân dương màu đỏ đi vào cái vị trí bed, bed đây chính là pin đấy, chân dương. Và phần cấp thì các bạn có thể cấp nguồn qua một cái dây USB. Nếu mà các bạn có cái chuột hay là bàn phím hỏng ấy thì các bạn cắt cái dây nó ra, thì bạn thấy nó ở trong đấy nó có 4 dây, trong đó có một dây đen một dây đỏ chính là dây cấp nguồn, thế còn đó hai cái dây xanh và trắng ấy, dây, dây dữ liệu truyền thì các bạn không cần đến, các bạn có thể cắt nó đi. Và chú ý là cắt đừng để nó chạm, thì trong quá trình mình sử dụng mình sẽ không làm hỏng mạch. Thì nguồn ở đây các bạn có thể sử dụng luôn nguồn của máy tính này, hoặc là nguồn của một cái pin dự phòng. Đây ví dụ mình đang có pin dự phòng đây thì mình có thể cắm vào đây và nó sẽ sạc trong quá trình sử dụng cái module này, nó sạc luôn cho pin này. Thì sau khi mà mình không, không cắm sạc nữa thì pin vẫn nuôi. Và cái module này mình hàn từ buổi sáng đến bây giờ thì đây nó vẫn cứ chạy này. Đấy, và sờ trên chip thì không thấy nóng, có nghĩa là cái độ tiêu tốn về về năng lượng của nó rất là thấp. Các bạn có thể chơi mạch này thoải mái. Đấy thì bây giờ mình sẽ kết nối cái mạch này với lại mạch Omni là 3886 của mình đây. Sau đó sử dụng phần nhạc từ máy tính. Khi mà bắt đầu kết nối các bạn nghe thấy tiếng ù một tí. Thực ra trong cái quá trình mà kết nối thì nó sẽ sinh ra đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn đã kết nối trực tiếp trước đó rồi ấy, sau các bạn mới cấp nguồn cho mạch âm ly thì các bạn sẽ không phải lo đến cái vấn đề nguồn đấy, nhưng mà thực ra nó cũng chẳng chẳng ảnh hưởng gì cả đó. Thì cảm nhận thế nào nhỉ? Hiện tại bây giờ thì sau khi cắm xong cũng không có nguồn nhạc mà cái loa của mình vẫn rất là êm, không có hề có cái tiếng tiếng sôi xì xì nào cả. Điều đó chứng tỏ rằng là cái module này về phần phần nhiễu rất là xử lý rất tốt, nguồn cách ly luôn đó. Đấy là một điểm mình thấy rằng là rất là tốt rồi. Thử xem, bây giờ mình sẽ chơi nhạc một tút từ trên máy tính và mình truyền qua con này nhá. Trong cái phần kết nối ở đây mình sử dụng máy tính đối với con Bluetooth này. Trên máy tính của mình nó đang hiện chính là QCC03008TWS này, và thông báo là đang kết nối. Và chức năng của nó là bao gồm có đàm thoại voice và music. Ok. Đây, thường thì mình hay chơi nhạc no copyright, có nghĩa là nhạc miễn phí trên YouTube thì các bạn có thể chơi thoải mái. Và nhạc này cũng là chất lượng nhất nâng cao, cho nên là có thể sử dụng để test tất cả các cái loa hay là Bluetooth ở đây. Ok, mình thử lại bắt đầu từ luôn từ đầu nhá. Với volume max ở trên YouTube, còn lại thì mình sẽ tăng dần dần ở trên cái volume của máy tính. Ok, bắt đầu nhé. Là sáng. Đấy, còn bass thì sao? Bass thì cũng sẽ cho cái âm thanh rất là chắc. Vì sao nó có được cái hiệu quả thế? Bởi vì là như mình giới thiệu đấy, thì ở trong mạch này thực ra là nó không xuất thẳng, nó đều qua cái con chip arm TPA 6132. Con này nó vừa chức năng là khuếch đại âm thanh cho tai nghe của chúng ta, nhưng mà
Nếu với cái mức tín hiệu mà dùng để đưa ra âm ly thì nó cũng đóng vai trò như một cái con chip ốc âm đệm tín hiệu chúng ta. Chính vì thế mà mình thấy rằng cái tiếng bass của nó rất là chắc, chắc khá là chắc. Còn check thì tốt. Như vậy là Thì cái TX rất là hiệu quả trên cái con này. Nó cho chúng ta cái âm thanh khá là rõ ràng, chắc nét. Đấy. Thì mình cũng chưa rõ khi mà chúng ta cấp nguồn bằng cái nguồn 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 biến áp thông thường ấy thì nó có khác hay không, nhưng mà khi mà các bạn cấp nguồn bằng bằng pin đấy, mình thấy rằng là nó rất là trong, không hề có ủi xì cả. Thế còn đâu, các cái giải nó cũng khá là tốt. Để mình thử tìm một cái bản nhạc nào đó sử dụng với cái nhạc có lời thử coi. Thực ra đối với nhạc YouTube mà có lời thông thường thì đều là nhạc có bản quyền cả, cho nên là mình có lẽ mình sẽ tìm một cái bản nhạc nào đó nó có cả cái giải chung, thay vì mình phải bắt buộc phải sử dụng nhạc có lời ở đây. Rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái hiệu năng về âm thanh của nó rất là tốt, chất âm cũng rất là tốt. Để mà so sánh với các cái module Bluetooth có cả tích hợp cả DAC ngoài ở đây thì con này nó hoàn toàn có thể so sánh với chất âm tương tự như vậy. Bởi vì cái con chip QCC3008 này, cái DAC tích hợp của nó ấy, họ làm cũng khá là tốt rồi. Thế còn đâu, đối với những người nào mà anh em mà chơi âm thanh mà có cái kỹ tính hơn về các cái giải chi tiết, ví dụ như là nghe nghe nhạc trữ tình hay là bolero ấy, thì cần cái độ mượt hoặc là cái êm dịu của các cái DAC cao cấp như là con AKM ấy, hoặc là của dòng PCM thì nó sẽ tốt hơn. Thế còn lại thì ở đây thì mình nghĩ rằng với một cái nhu cầu mà làm mấy loa bóc ấy, thì con này nó hoàn toàn có thể đáp ứng cái nhu cầu của các bạn rồi. Rất là nhỏ gọn và giá thành của nó cũng khá là phải chăng. Một cái nữa là tích hợp sẵn cả cái nguồn cách ly ở đây rồi, và khi đó thì các bạn sẽ không phải nói chuyện là phải mua thêm cái module nguồn cách ly ở đây nữa. Đơn giản là cấp nguồn và nếu có kèm theo một quả pin rất tiện cho các bạn trong cái quá trình mà di chuyển hay mang đi dã ngoại gì đó. Đấy, thì khi mà mình đặt cái mua cái module này thì mình có đặt thêm một vài cái module kèm theo, một vài module thôi, số lượng nó cũng chỉ giới hạn đấy. Thì các bạn có thể tìm mua cái mạch này ở trên 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 Shopee, và trên shop mình cũng có đấy. Các bạn có thể mua theo cái link ở phía dưới của mình. Đó thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi review module âm thanh của mình. Thì hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, thì hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip tiếp theo.